Em Út, thân chào cả nhà. Buổi trưa ngày hôm nay thì em có ba cây sam hương chân dài muốn giao lưu góp vui cùng cả nhà mình nha. Cây ba cây này thì anh chị em mình thấy bộ tàn nó ấm nó tròn cả nhà. Cả nhà chỉ cần về thay cho cây cái chậu thôi. Còn nếu mà anh chị em mình thích ghép đá thì về mình bấm bỏ cái sợi dây nhôm em quấn vô rễ nè. Rồi mình chia mấy cái cành rễ ra, chia nhánh rễ ra mình ghép đá vô nha anh chị em mình. Em Út giao lưu với anh chị em mình ba cây sam hương này nha, ba sam hương chân dài nha cả nhà. Chiều dài chiều cao của nó tầm khoảng 18 cm 20 cm nha cả nhà. Rồi anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho em số điện thoại 0795499088 cả nhà. Lô ba cây sam hương chân dài nha anh chị em mình nha. Đó, anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha. Chúc cả nhà mình có một buổi trưa vui vẻ cả nhà ơi. Sam hương nha cả nhà mình nha. Em quấn cái bộ rễ đó, anh chị em nhìn ok thì nhắn tin alo cho em nha. Ba sam hương nha cả nhà mình nha.